Wolverhampton đã có bàn thắng từ tình huống cố định. Không dễ gì để ghi bàn vào lưới Tottenham từ những tình huống phạt góc. Vì Spurs là một trong ba đội để thủng lưới ít nhất từ những tình huống phạt góc với chỉ 3 bàn thua. Nhưng ngày hôm nay họ đã nhận bàn thua thứ 4 từ một tình huống phạt góc. Spurs vốn là đội mạnh trong những tình huống phòng ngự không chiến, nhưng khi gặp phải Wolverhampton, Tottenham đã phải vào lưới nhận bóng. Một pha dàn xếp đá phạt cơ bản của Wolverhampton và hiệu quả là tối đa. Không ai theo kèm với tiền vệ trung tâm Gomez của Bầy Sói, và anh thoải mái đánh đầu. Cho dù cầu thủ này không phải là người có chiều cao nổi bật, nhưng pha dứt điểm của anh vào góc thượng khung thành khiến cho tất cả những người cao hơn anh phải ngước nhìn. Neto, Neto và Emerson, Neto. Wolverhampton đã ghi bàn ở cả hai hiệp. Thêm một lần nữa Bầy Sói khiến cho Tottenham phải vào lưới nhặt bóng. Nhưng vẫn chỉ một cái tên thôi, Gomez. Neto là người đã kiến tạo cho tiền vệ bên phía Wolverhampton lập công. Cặp đôi Neto và Gomez đã cùng nhau tạo ra hai bàn thắng cho Wolverhampton ở trận đấu này. Pha phản công thần tốc của Wolverhampton đã có kết quả. Cú hãm phanh kịp lúc của Neto là vừa đủ để khiến cho Emerson Royal không thể đoạt được bóng. Sau đó số 7 đã kiến tạo cho Gomez. Wolverhampton không có nhiều cơ hội ở hiệp 2, nhưng khi thời cơ đến, họ đã nắm lấy. Gomez chưa bao giờ ghi bàn ở ngoại hạng Anh trước khi trận đấu này diễn ra, và ngày hôm nay đã lập cú đúp. Chilwell. Caicedo vừa để mất bóng. Cơ hội cho Weaver. Cunha. Bóng lời hốt, rất nguy hiểm và tỷ số là 1-0 cho Wolverhampton. Caicedo là nhân vật chính trong cả hai tình huống mà Chelsea ghi bàn cũng như thủ lưới. May mắn cũng đã mỉm cười với cầu thủ Wolverhampton ở tình huống vừa rồi. Những diễn biến trên sân đã xoay chuyển quá nhanh trong cặp đấu này. Một chút chần chừ của Caicedo và những trung vệ phía sau của Caicedo đã không kịp tổ chức hệ thống phòng ngự. Bóng đã đập vào chân của Silva, tạo ra một món quà cho Cunha. Chelsea vừa không hay lại vừa đen đủi ở trong tình huống này. Không hay ở vị trí của Caicedo và đen đủi ở vị trí của Thiago Silva. Tỷ số là 1-1 khi mà thời gian của hiệp đấu đầu tiên trôi qua được gần một nửa. Mỗi bên đều đã có 5 tình huống dứt điểm và số bàn thắng đến lúc này cũng là cân bằng nhau. Tấm thẻ vàng tiếp theo trong trận đấu này đã được sử dụng.
án phạt với Thiago Gomez. Sau tình huống anh phạm lỗi với Caicedo. Lần này là một tình huống phối hợp đã phạt góc. Neto đánh đầu. Bóng đi không chuẩn xác. Thiago Gomez là người đã tung ra pha dứt điểm vừa rồi. Trong trận đấu gặp Tottenham, số 8 là người hùng của Wolverhampton khi anh ghi cả hai bàn thắng. Lemina đã ghim được một cầu thủ tấn công của Sheffield và cố gắng ra ký hiệu cho những hậu vệ cánh lao lên. Và sau đó thì đã có một tình huống để tay chạm bóng trong vòng cấm của Vinicius Sosa. Thiago Gomez cho rằng cần phải có một quả penalty, nhưng trước khi bóng tìm đến tay thì bóng đã đập vào bụng của số 21 Sarabia. Đánh đầu. Cơ hội. Quả phạt cho Sheffield. Gomez đã phạm lỗi với Norwood. Ở nhịp đầu tiên thì Lemina cùng với Gomez đã không hiểu ý nhau. Và sau đó thì số 8 quyết định tung móc. Nhưng tiền vệ trung tâm của Sheffield đã ngay lập tức bước lên. Sarabia. Gomez. Sarabia. Những pha phối hợp như đá tập của cầu thủ Wolverhampton. Sarabia và Gomez thôi. Và cả hai đã khiến cho hàng thủ của Sheffield chao đảo. Chỉ đáng tiếc cú đá này của Sarabia thiếu đi độ cuộn cần thiết để hướng vào khung thành. Totti. Gomez chia điểm. Bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Kribik.